từ việc dạy cho nhau chiến lược săn mồi đến việc chỉ chọn ăn gan bổ dưỡng nhất từ cá mập. Cá voi sát thủ đang thể hiện một số hành vi tiến hóa đầy man dợ. Phần 1. Khả năng học tập để trở thành loài thống trị đại dương. 1. Vào năm 2019, các nhà nghiên cứu đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp. Hàng chục con cá voi sát thủ lao vào một trong những sinh vật lớn nhất trái đất. Chúng nuốt chửng những khối thịt khổng lồ từ sườn của một con cá voi xanh trưởng thành. Con cá này chết một giờ sau đó. 2. Việc cá voi sát thủ bắt cóc cá heo con để làm trò tiêu khiển không còn là điều xa lạ. Nhưng hành vi này thật sự đáng sợ khi chúng chọn những con non để tung hứng cho đến chết. Các nhà nghiên cứu cho rằng những trò chơi này có thể là một bài học cho cá kình non về cách săn cá hồi, loài có kích thước gần bằng cá heo con. Chúng tung hứng cá heo con, cho phép cá heo bơi đi, nhưng rồi sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Hành động này lặp lại cho đến khi cá heo con bỏ mạng. 3. Chưa dừng lại ở đó, cá voi sát thủ có một chế độ ăn rất kén chọn. Thay vì xé xác con mồi và nuốt chọn tất cả, thì chúng chỉ chọn ăn gan của cá mập. Đây là phần giàu dinh dưỡng nhất. Kể từ đó, xác của cá mập bị mất gan trôi dạt khắp nơi trên biển. 4. Cá voi sát thủ có một bộ não lớn và phức tạp. Chúng vận dụng trí thông minh và trí nhớ của mình để dạy cho nhau những tập tính trở thành kẻ săn mồi hàng đầu ở đại dương. Kể từ vụ tấn công cá voi xanh đầu tiên được ghi nhận hồi năm 2019, các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện cá voi sát thủ tiếp tục tấn công cá voi xanh trong vài tháng sau đó. Lần này, chúng chọn cách đẩy những con cá voi xanh non xuống mặt nước để làm chúng chết ngạt. Còn đối với cá voi xanh trưởng thành, chúng lợi dụng đặc điểm ăn lỏng, không có bộ hàm sắc nhọn của loài cá này. Cá voi sát thủ nhét đầu vào miệng của cá voi sống để cắn lưới của chúng. Và với con mồi to lớn như vậy, đôi khi cá voi sát thủ chỉ ăn đúng phần thịt mà mình ưa thích. Đó chính là lưỡi. Phần 2. Những hành vi bí ẩn được cho là giống với loài người. Cá voi sát thủ là một trong những loài tiến hóa thành công nhất dưới đại dương. Nhưng không chỉ dừng lại là kẻ săn mồi máu lạnh, chúng còn có những hành vi lạ thường được cho là giống với loài người. 1. Tham gia vào nghi lễ chào mừng. Cá voi sát thủ có những nghi thức xã hội phức tạp. Chúng xếp thành hai hàng rồi nhào lộn vào nhau. Trong một sự kiện như vậy, nghi lễ này trùng hợp với một ca sinh nở. Và các nhà khoa học cho rằng chúng tụ tập để chào đón thành viên mới. 2. Chúng có phương ngữ riêng. Cá voi sát thủ sống thành từng nhóm, dựa trên những bà mẹ có quan hệ họ hàng với nhau và con cháu của chúng. Mỗi nhóm có cách giao tiếp riêng biệt. Loài này có thể học cách bắt chước những âm thanh mới. Điều này có thể giúp chúng hình thành các phương ngữ này. 3. Dường như chúng đang đau buồn. Năm 2018, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một con cá voi sát thủ cái có vẻ đau buồn đang đẩy con non mới sinh đã chết của mình đi vòng quanh. Nó thực hiện hành vi này trong ít nhất 17 ngày, vượt qua 1.600 km đại dương trước khi buông con của mình ra.